Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình săn dắt chiều cũng được khá khá. Tại bữa nay cũng được một mớ nè. Mình săn bằng bằng đá truyền thống nha, nó vô thun nhé. Đánh thở Đổ nha. ra khách. Được một con bìm bịp. Một con cò. Con cu. Cu cườm. Với hai con chim ướt vàng, 2, 4, 5 gắn mối. Hôm nay mình chỉ săn được nhiêu thôi, cũng nói chung là nhiều thì không nhiều nhưng mà nhậu thì chắc đủ. Đây các thành viên, đây nay có 3 thành viên nha, 2 cây ná mà bị hư hết 1 cây nữa. Đây 1 cây, còn cây này thì bắn mới chưa được bao lâu chứ, là cái này nó bị đứt dây làm không lựa gì tốt. Mấy bạn thông cảm cái điều này nha, tại vì không phải là mình không muốn làm cái lúc đi sang cho các bạn xem đâu, tại vì cái điện thoại của mình á, mỗi lần mà ví dụ như mình có làm cái khúc giới thiệu đầu tiên đi sang rồi, nhưng mà lúc mà mình tắt điện thoại á, mình bấm, nhưng mà bấm ngưng mình tắt á, mình đi săn mình có chim mình quay lên tiếp á, thì lúc mà mở điện thoại lên thì nó bắt đầu lại video khác nữa, video mới nữa, bởi vì mình không thể nào mình làm video được trọn vẹn được, không có nối tiếp nhau được, tức là yêu cầu tắt điện thoại là nó sẽ tạo lại cái video mới liền, nó không có liên kết nhau. Các bạn nếu mà ai có ý kiến, ai mà có cái ý hay hay gì á thì cứ comment bên dưới là chỉ cho mình cái cách để mình có thể làm video tốt. Nếu mà lần sau có săn thì mình sẽ cố gắng tìm cách là làm sao mà quay được cái khúc đi săn cho các bạn xem. Này là bìm cóc bự thiệt, có nửa ký ạ, bự thiệt không có. Rồi bây giờ làm thôi các bạn, nhổ lông đi chứ. Đây 2 thành viên của mình đây, mình sẽ gắn bó lâu dài với mình. Lông cu gà. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu mà có cơ hội lần sau mình sẽ làm video tốt hơn, mình sẽ làm cái lúc săn luôn, tại vì điện thoại là như mình nói hồi nãy đó. Rồi, xin chào các bạn.